tiền nhá. Một cà rốt à? Mua gì không? Ừ? Mua gì ra về còn đi mua nhá. Đi ra đây. Ra đây, ra đây, nó bị được nhá. Đây, mua gì thì bỏ vào đây. Đây, bị đây. Mẹ đi rửa rau củ nha. Đây ngồi đây mẹ lấy sữa nha này. Con mẹ miếng. Giỏi. Thank you.
đợi xíu nha. Ngon không? Uống sữa này sợ no rồi, tiếc nữa lại không ăn cà rốt với lại củ cải được rồi. Rồi, cái này rớt ra cho nó nguội nha. Cô Bi cẩn thận nào. Ngon nhỉ? Ăn đi, con ăn hết đi.